Please welcome Ho Chi Minh team. Hello. Chúng ta sẽ xem một đoạn video về đội thành phố Hồ Chí Minh ạ. Just watch. Hey, 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 oh.
Chí Minh lên biểu diễn thì tôi thấy có sự hoang mang trong tất cả các team còn lại. Bởi vì trước đấy thì rất nhiều người hy vọng vào giải thưởng, nhưng mà bây giờ có lẽ là niềm hy vọng này đang trở nên hơi mong manh hơn một chút. Không sao, chúng ta sẽ có thể ở một giải khác. Give it to me, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Bring it back like she lost some. In the club with the lights off, but you act the shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you act the shy for? Just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if I can say it's true, yeah, it's true. I'ma give it to you. I can take a lot of stuff, guaranteed. I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm walking out front. See me in the spotlight, ooh, what are your style? Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, what are your style? Show me what you got, now come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. We'll be right back.
CPP về tiết mục của rất là sáng tạo. Hay lắm. Go!
chuyện. Để hôm nay anh em ở tất cả ba miền, các công việc ở đây chúng ta cũng nhanh hiện diện. Sinh nhật 20 năm phải tổ chức thật tốt. Từ đầu năm công ty đã cho anh em vote. Nào là vi resort hay bê vào hồ cốc, nhưng kết quả cuối cùng thật lại là gây sốc. Để hôm nay chúng ta ở Flamingo, không quan tâm công việc, biết quan tâm đến số. Cầm chai bia nâng lên là chúng ta không nhớ, quên đi hết mệt nhọc của cuộc sống dô bồ. Tôi cần là sung sướng, sẽ cần được đi chơi, có được trải thi đấu cho trẻ khắp nơi nơi. Rồi từ sáng đến chiều cho đầy áp tiếng cười, ngồi bên nhau ta trò chuyện cũng gương mặt dạng ngơi. Không phân biệt giàu nghèo mà ai cũng vui tươi, không phân biệt giai cấp ai cũng vui phơi phơi. 20 năm trôi qua công ty đã mở rộng, năm 96 thành lập bạn còn nhớ được không? Chỉ có văn phòng nhỏ nhân viên thì không đông, thế nhiều bước vững chắc đã đạt được nhiều thành công. 20 tuổi lớn mạnh mới chỉ mặc thêm lông. Những năm đầu kinh doanh chủ yếu bán máy chủ cho ngân hàng doanh nghiệp hay là cho chính phủ. Bán làm sao cho đủ để hoàn thành doanh thu, bán làm sao cho đủ, ôi thật là ông thủ. Bán máy xong dĩ nhiên ta phải bán service, những lúc khách hàng gọi chứ xin chạy công đít. Chạy công nhanh khách chửi thì có mặt ăn xít, được bao nhiêu tiền thưởng như trẻ em một ít. Những năm sau tấn công mạnh vào mạng software, phần này tuy rất khó nhưng anh em không kê, không đủ số méo mặt nhưng vẫn cười he he. Đến 2007 có điện toán đám mây, chưa tới giờ dữ liệu chỉ mới leo lên cây. Đến bây giờ dữ liệu đã được bay lên mây, bay cao quá chóng mặt anh em lên tay phay. Rồi năm nay kỷ nguyên của điện toán nhận thức, nghe thật là hoành tráng anh cũng được háo hức. Thấy tương lai tươi sáng anh cũng được dạo dực, không được làm lãng mạn sẽ phải dốc toàn lực. Trên đây là phần thi của đội GTS, cứ xem hết mình thôi cũng lắm là phải bét. Người ở dưới đang hò reo và cùng nhau la hét, những âm thanh sôi động như con người gào thét. IBM together with the best. Saying hey yo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life. Saying hey yo, baby, let's go. 'Cause we gon' rock this club, we gon' go.
mục biểu diễn vừa rồi đúng nghĩa với chủ đề tiết mục bóng bàn của chúng ta, thì với những kỹ năng, những tiết mục cực kỳ hấp dẫn đã làm cho bầu trường hôm nay chúng ta nóng hơn một cách tuyệt vời hơn các anh chị. Và là chương trình IBM ơi, yếu quá em muốn mạnh hơn chút xíu nữa. Đại gia đình IBM ơi, đó là điều tuyệt vời. Trước khi chúng ta đến với phần công bố và trao những giải thưởng hết sức hấp dẫn dành cho chương trình tiết mục tiên bờ phòng bàn của chúng ta, thì bây giờ ngay tại sân khấu này đây, Minh Hải cũng có một số các trò chơi vui nho nhỏ, và đặc biệt những trò chơi này cũng có những phần thưởng cũng hết sức hấp dẫn. Đó chính là những thành viên nào chiến thắng trong trò chơi hôm nay, ngày mai chúng tôi tặng cho hai vé massage miễn phí tại resort. Bây giờ chúng tôi đang cần lên sân khấu bốn cặp nam nữ, thành viên nào cảm thấy tự tin mình vẫn có nhu cầu giao lưu kết hợp, chúng ta hãy khẩn trương nắm tay cô ấy, nắm tay người ấy di chuyển lên sân khấu. Và bốn cặp từ các anh chị mạnh mẽ lên, chúng tôi đang rất cần những chàng trai, những cô gái đầy năng lượng của IBM đó, những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một dịp giao lưu. Chúng tôi cần bốn cặp Pikachu, Pokemon, CCB, những tên đã hoạt động một cách xuất sắc. Chúng tôi cần lên đây, chỉ cần chúng ta cảm thấy tự tin, mình năng động, mình tham gia một cách hết mình, chúng ta sẽ lên với một game vui mang đậm phong cách với những vũ điệu nhảy cũng rất sôi động. Bây giờ chúng tôi đang rất cần một chàng trai mạnh mẽ và bia, chúng ta hãy mạnh mẽ đứng lên nắm tay một cô gái bất kỳ. Và nếu không có hành động một cách tự nhiên, chúng tôi xin phép sẽ chuyển qua hành động một cách không tự nhiên, đó là Apple. Chúng tôi thấy bên đây, khu vực bên đây có rất nhiều những chàng trai mạnh mẽ, những thành viên hết sức dễ thương của đại diện em chúng ta. Thế tinh thần của mấy bạn, một cái tay đã giơ lên. Chủ đề chúng ta chính là Connected Day. Và Connected Day đó chính là chúng ta sẽ kết nối từng thành viên. Và đặc biệt, tại sao thành phố Hồ Chí Minh, tại sao Hà Nội? Chúng ta hãy đang xem bằng việc chúng tôi cần một chàng trai Hà Nội nắm tay một cô gái thành phố Hồ Chí Minh. Lên sân khấu ạ. Anh Hải ơi, có lẽ em nghĩ là mình sẽ pick anh Lam đầu tiên, và anh Lam có quyền pick người tiếp theo pick người nữa ạ. Tuyệt vời, đó là điều mà chúng tôi đang rất trong ngóng chờ. Có lẽ là xin mời anh Lam ạ. Rất vui được quay lại với anh Hải. Có lẽ là mình sẽ pick 10 người chứ không phải một. Cho phép mình... Đó là điều chúng tôi đang mong muốn. Mấy em gái nữ xinh đẹp lên trước để có động lực cho các anh lên sau. Chúng ta cùng chào đón em Quyên ha. Một tràng đây. Dạ. Một tràng có tay thật lớn để chào đón em Trang. Tuyệt vời.